trần gian mừng kinh hai thánh Phêrô Phaolô là tông đồ tiên phong của giáo hội đã xem thường riêng đông mục tổ thử thách vẫn cam trường truyền giao lời Chúa cho đời. Phêrô Phêrô ngài là đó là nền giáo hội. Phaolô Phaolô là trụ cột dựng xây hội thánh. Phêrô Phaolô là men muối mặn lòng ước đời. Phêrô Phaolô gương sáng người đưa tới quê trời. Thánh Phêrô xưa đã trôi Chúa ba lần, nhưng thông hối nên Chúa đã dù thương ban cho chìa khóa nước thiên đàng, làm đầu hội thánh trong gian trần, chẳng dắt đoàn chiến Chúa trao. Thánh Phaolô là người dân ngoại nghĩa thành, đã từng bách hại những người truyền ba đức tin, rồi một ngày kia Chúa thương gọi về trên đường Đa Mon Đa An Lăng thành tông đồ của Đức Kitô. Trần gian mừng kinh hai thánh Phêrô Phaolô là tông đồ tiên phong của giáo hội đã sanh thường xiềng gông mục tổ thử thách vẫn can trường truyền giao lời Chúa cho đời. Phêrô Phêrô ngài là đó là nền giáo hội. Phaolô Phaolô là trụ cột dựng xây hội thánh. Phêrô Phaolô là men muối mặn nồng ước đời. Phêrô Phaolô gương sáng người đưa tới quê trời.